Neil Armstrong là một trong những phi hành gia nổi tiếng nhất của NASA. Ông là người đã đáp xuống mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Yếu tố thành bại của cuộc hạ cánh đầu tiên lên mặt trăng phụ thuộc vào kỹ năng, phản ứng và chuyên môn của nhà phi hành gia này. Với cánh đồng đầy đá tảng bên dưới, chuông báo động réo liên hồi và nhiên liệu dần cạn kiệt, ông đã lèo lái con tàu vũ trụ hạ cánh thành công. Nhưng trong vài cuộc chuyện trò và phỏng vấn mà Armstrong có đề cập đến cuộc hạ cánh, ông luôn khiêm tốn về thành tích của mình. Thay vào đó, ông nói đến hàng ngàn người đã khiến cuộc du hành thành công. Vào lúc đỉnh điểm, NASA ước tính có tổng số 400.000 người, gồm cả nam giới và phụ nữ trên khắp Hoa Kỳ, làm việc trong chương trình Apollo. Con số này bao gồm tất cả mọi người, từ phi hành gia đến chuyên viên điều khiển bay, đối tác đến đơn vị cung cấp thực phẩm, kỹ sư, nhà khoa học, y tá, bác sĩ, nhà toán học và lập trình viên. Để hiểu bằng cách nào NASA có được con số đó, chúng ta hãy xem xét chỉ một khía cạnh đơn lẻ của Apollo 11, nhiệm vụ đáp xuống mặt trăng. Phụ lái, cánh tay phải của Armstrong là Buzz Aldrin. Trên mặt đất có cả một căn phòng đầy chuyên viên kiểm soát chuyến bay. Đứng đằng sau nhóm nòng cốt gồm 20 đến 30 người mỗi ca này là hàng trăm kỹ sư ở Houston và một nhóm tại học viện MIT ở Boston, cố vấn về hệ thống cảnh báo máy tính. Bộ phận kiểm soát được hỗ trợ bởi hệ thống các trạm liên lạc đặt khắp nơi trên thế giới và bởi nhóm kỹ sư tại công ty Grumman vốn đã thiết kế tàu hạ cánh cùng tất cả các nhà thầu phụ của hãng. Bên cạnh họ là lực lượng hỗ trợ từ giám đốc cao cấp đến người bán cà phê, tính sơ sơ đã lên đến con số hàng ngàn người. Nhân con số đó với tất cả các thành phần khác của dự án, từ tên lửa đến bộ đồ phi hành gia, từ hoạt động liên lạc tới nhiên liệu, từ thiết kế tới huấn luyện, từ khâu phóng tàu đến khi trở về trái đất, thì 400.000 người xem ra vẫn là con số khiêm tốn. 400.000 con người để hỗ trợ cho hành động của một người duy nhất. 38 là độ tuổi trung bình của các phi hành gia tham gia chương trình Apollo. Armstrong không phải là người được chỉ định đặc biệt làm phi hành gia cho chuyến đáp xuống mặt trăng đầu tiên bởi phi hành đoàn của ông là lựa chọn kế tiếp trong chu trình luân phiên. Nếu như tàu Apollo 11 không đáp xuống được, thì nhiều khả năng chỉ huy tàu Apollo 12 là Pete Conrad đã là người đầu tiên đáp xuống mặt trăng. Trong thực tế, mặc dù họ đại diện cho cả nhân loại, các phi hành gia trên tàu Apollo đều có tuổi tác, tiểu sử, năng lực và trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ giống nhau. Ở tuổi 38, Armstrong là đồng chỉ huy cùng với Tom Stafford và Jan Kernan, trẻ nhất trên tàu Apollo. Shirley Duke, phi công điều khiển tàu Apollo 16 khi ấy 36 tuổi và là người trẻ nhất đặt chân lên mặt trăng. Người lớn tuổi nhất dạo bước trên mặt trăng là phi hành gia người Mỹ đầu tiên tên Alan Shepard. Đến khi nhiệm vụ Apollo 14 của ông được thực thi vào năm 1971, ông đã 47 tuổi. Kỷ lục về người lớn tuổi nhất bay vào không gian thuộc về phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo trái đất, John Glenn 77 tuổi, khi ông tham gia một nhiệm vụ kéo dài 9 ngày trên trạm không gian Discovery vào năm 1998. 12 là số phi hành gia thực sự lái tàu và đặt chân lên mặt trăng. 33 người bay trên các chuyến đi của tàu Apollo 11. Trong số đó, 27 người đã đến mặt trăng, 24 người bay vào quỹ đạo mặt trăng, nhưng chỉ có 12 người đặt chân xuống bề mặt mặt trăng. Họ đại diện cho nhân loại và thử thách của họ là truyền tải được trải nghiệm đó cho khán giả toàn cầu. Không ai biết liệu Neil Armstrong đã nói gì khi ông bước xuống bề mặt mặt trăng. Ông chưa từng kể về điều đó với ai, mặc dù những lời ông nói. Đây chỉ là một bước nhỏ với một người, nhưng là bước tiến lớn cho nhân loại. Là những lời lẽ thơ mộng và phù hợp nhất nếu có một hội đồng viết diễn văn chuẩn bị cho ông. 8 là số các phi hành gia thiệt mạng trong nhiệm vụ Apollo. Trước khi nhóm phi hành đoàn gồm 3 người trên tàu Apollo 7 cất cánh vào tháng 10 năm 1968, 8 phi hành gia Apollo đã thiệt mạng. Người đầu tiên qua đời năm 1964 là Theodore Freeman khi máy bay của ông, chiếc phi cơ huấn luyện T-38, bị một con chim đâm vào, phá vỡ buồng lái và làm động cơ ngừng hoạt động. Mặc dù đã thoát ra, nhưng khi ấy ông đã quá gần mặt đất và qua đời vì bị lực tác động. Vào ngày 28 tháng 2 năm 1966, phi hành đoàn chính trên tàu Gemini 9 gồm có Elias C. và Sackler Bassett đang chuẩn bị hạ cánh chiếc máy bay T-38 ở St. Louis.
do mây mù che kín đường băng, Si định bị nhầm một đoạn rẽ và đâm vào tòa nhà lắp đặt tàu vũ trụ. Các phi công thiệt mạng ngay lập tức và không có ai khác bị thương nghiêm trọng. Tai nạn đã khiến Tom Stafford và Jen Kanan được đưa lên làm phi hành đoàn chính cho nhiệm vụ Remini và cuối cùng đưa Kanan đến vai trò chỉ huy tàu Apollo 17 và ông trở thành người cuối cùng đặt chân lên mặt trăng. Năm 1967, NASA chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Apollo đầu tiên, nhưng chiếc tàu liên tục bị hỏng hóc và chỉ huy tàu Gus Grissom biết điều đó. Cực kỳ khó chịu, ông treo một quả chanh bên ngoài khoang giả lập tàu Apollo ở Cape Canaveral. Vào ngày 27 tháng 1 năm 1967, phi hành đoàn gồm Grissom, Ed White, người Mỹ đầu tiên đi bộ trong không gian, và Roger Chaffee nằm trên ghế trong khoang phóng tàu để chạy thử nghiệm toàn bộ tàu vũ trụ. Họ bị đóng chặt trong khoang lái tròn phức hợp nhiều phần và chiếc tàu vũ trụ có đầy khí oxy, giống như tình trạng khi họ ở trong quỹ đạo. Cuộc thử nghiệm diễn ra theo chiều hướng xấu, mùi khó chịu xuất hiện trong khoang tàu và phi hành đoàn khó khăn khi nói chuyện với bộ phận kiểm soát. Grissom la lên, "Chúa ơi, làm sao chúng ta có thể đến mặt trăng khi chúng ta không thể trao đổi khi chỉ cách 2-3 tòa nhà?" Sau đó, qua điện đài có tiếng, "Lửa, tôi ngửi thấy mùi cháy." Chỉ trong vài giây cả phi hành đoàn bị thiêu sống trong lửa, họ không có cơ hội nào thoát ra. Thảm kịch đã khiến người ta phải suy nghĩ lại toàn bộ về chương trình Apollo và cải tiến rất nhiều với tàu vũ trụ. Sự hy sinh của họ đã không vô ích. Sau đó, trong cùng năm này, Clifton Williams thiệt mạng khi một máy bay T-38 khác rơi và Edward Givens qua đời trong một tai nạn giao thông. Tất cả 8 phi hành gia cùng với 6 phi hành gia khác của Liên Xô đã được tưởng niệm bằng một tấm bia do các phi hành gia trên tàu Apollo 15 để lại trên mặt trăng. Tuy nhiên, vẫn còn một phi hành gia không được nêu tên trong danh sách, Robert Lorenzer, lẽ ra đã là nhà phi hành gia người Mỹ gốc Phi đầu tiên, được đặc phái tham gia một dự án trạm không gian quân sự bí mật. Ông thiệt mạng vào tháng 12 năm 1967 khi đang hướng dẫn một phi công khác thực hành kỹ thuật hạ cánh. Những kỹ năng này sau đó được sử dụng trong chương trình tàu Con Thoi